Xin chào mọi người, mình là Holly và đây là năm đầu tiên mình học tại Torrance University và ngành học của mình là Master of Business Information System. Torrance là một nơi cung cấp môi trường đào tạo rất là khác biệt so với những môi trường khác và đề cao tính tương tác giữa giảng viên cũng như là sinh viên. Số lượng người ở trong lớp học thì chỉ dao động từ 20 đến 30 người mà thôi. Ngoài ra thì lộ trình học tập cũng rất là rõ ràng và phù hợp với lại nhu cầu tuyển dụng lao động của thị trường hiện tại. Lời khuyên của mình dành cho những bạn mà đang suy nghĩ đến cái việc đi học tại Úc là đầu tiên là hãy trang bị cho mình những cái kỹ năng mềm cần thiết và sau đó là trau dồi kỹ năng Anh văn thật tốt để có thể đạt được visa và đi du học. Và cuối cùng là hãy trang bị cho mình, chuẩn bị cho mình một cái tinh thần thật tuyệt vời, thật lạc quan để có thể khám phá, trải nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ tại đất nước Úc xinh đẹp này. Lời khuyên của mình dành cho những bạn mà muốn có những trải nghiệm tuyệt vời ở trên trường đại học là hãy lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân của mình nhất và sau đó hãy tích cực tham gia các hoạt động đội nhóm, cộng đồng cũng như là các câu lạc bộ trong trường đại học và cuối cùng cập nhật cho mình những thông tin liên quan đến thị trường lao động mà ngành nghề mình đang theo đuổi.